Thế thì bài học tiếp theo này thì tôi sẽ nói về cái việc là sau khi có kênh rồi và chúng ta cũng đang dần dần phát triển nội dung rồi. Đấy, cũng mỗi ngày đăng một vài video, mỗi tuần đăng một vài video. Thế bây giờ làm thế nào để cho cái lượt theo dõi hay còn gọi là follow cho cái kênh TikTok của chúng ta tăng nhanh? Đây là mục tiêu của mọi người đều muốn mong muốn như vậy, đúng không? Thế thì thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các phương pháp. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng các phương pháp miễn phí và có phí. Thế thì ví dụ như là cái phương pháp tốt nhất, đấy là chúng ta sẽ phải tự phát triển nội dung chất lượng và phù hợp với tập khách hàng mục tiêu. Theo cái slide này nó là cái mục số 3 ấy, là chúng ta phải tự phát triển các nội dung chất lượng đó, hay hấp dẫn, liên tục đổi mới sáng tạo, có nhiều yếu tố giải trí, có nhiều yếu tố hài hước vui vẻ trong cái series của chúng ta, và mang một cái màu sắc, mang một cái chất liệu riêng của chúng ta, một cái phong cách riêng. Ok, kết hợp thậm chí một số bạn là còn có thể, nếu bạn nào có tài năng ấy, và tôi nghĩ là những bạn mà có tài năng về nhảy nhót này, dancing ấy, hoặc là body đẹp, tức là giống như là BT rồi thì Dreamer rồi thì dancer rồi thì hoa hậu, người mẫu, những cái bạn mà có cái cơ thể đẹp thì rất là có lợi thế. Kết hợp với những bạn mà có khả năng tự chơi âm nhạc, tự tạo ra nhạc cho mình, kết hợp với những bạn mà có nhiều ý tưởng sáng tạo và nội dung cũng như là các thông điệp truyền tải, khả năng diễn xuất, thì thực sự TikTok là một cái mảnh đất vô cùng tuyệt vời cho các bạn, và các bạn sẽ trở thành những người nổi tiếng KOL, influencer, và có thể kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Thì đầu tiên nó chính là cái phương pháp mà chúng ta phải phát triển nội dung nha, phát triển liên tục liên tục liên tục, đúng đủ đều chính xác liên tục nha, không ngừng nghỉ, không ngừng ngừng đổi mới sáng tạo, được chưa ạ? Và đầu tư cho nó về mặt thời gian, công sức, ý tưởng, bối cảnh, bố cục. Đấy. Sau khi có kênh rồi thì chúng ta bắt đầu là có thể chạy quảng cáo cho kênh. Thí dụ như chúng ta có thể chạy quảng cáo trên TikTok, chạy quảng cáo trên Facebook, chạy quảng cáo trên YouTube, chạy quảng cáo trên Google, chạy quảng cáo trên Zalo, thậm chí chạy quảng cáo trên báo chí để cho người ta biết đến cái kênh của chúng ta nhiều hơn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể kết hợp với những cái bài PR, một cái series bài PR khéo léo. Ví dụ như chia sẻ, thầy Phan Anh có những cái series khóa học ở trên kênh YouTube. Thầy là một cái người mà gọi là đổi mới sáng tạo, thầy là người mà sử dụng mạng xã hội để tiếp cận với khách hàng, tiếp cận với học trò của mình, vân vân. Thế là mọi người đọc trên báo chí, đúng không ạ? Và trên các hội nhóm, thế là mọi người mới tìm trên kênh YouTube hoặc tìm trên kênh TikTok của mình. Đó, ý của mình là như vậy, đúng không? Ý của mình là như vậy. Thế thì chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta phải có tiền, đúng không? Chạy hiển thị. Đấy. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái phương pháp là tăng follow sắp chéo, đổi giữa các cái kênh với nhau, đi comment dạo, đúng không ạ? Rồi trả lời các comment của khách hàng đó, của chính những người mà tham gia vào chúng ta, đúng không ạ? Và xây dựng cái nội dung là cho nó ngon lành cành đào đi, đấy, nó hấp dẫn, đúng không ạ? Và khiến cho mọi người đều mong muốn là xem cái kênh của chúng ta. Đó, đấy là cái một số những cái phương pháp đơn giản mà chúng ta có thể làm được. Nhưng mà chất nhất nó vẫn phải là nội dung, nó phải hay. Đấy, chất lượng, người ta theo dõi mình vì cái phong cách, vì cái tần suất, vì cái khối lượng kiến thức hay là cái sự giải trí mà mình đem đến cho họ. Được chưa ạ? Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp PR, rồi thì giả vờ tạo dựng những cái scandal nho nhỏ trong khả năng cho phép. Đấy, chứ còn đừng làm scandal quá mạnh, đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục là sử dụng các cái hashtag trên TikTok. Đấy. Và chúng ta nghiên cứu phát triển nội dung trending, đúng không ạ? Những cái gì đang trending nhất thì chúng ta sử dụng cái công cụ nghiên cứu của TikTok, công cụ nghiên cứu của Google để chúng ta đi trước xu hướng, chúng ta bắt kịp xu hướng. Đó. Chắc chắn rằng nội dung là phải có âm nhạc giải trí rồi, ý tưởng thú vị, và nó là một series, nó phải là một series, đúng không? Để chế độ tài khoản ở chế độ công khai. Đấy, được chưa? Sau đó kết hợp với những cái hội nhóm trên Facebook, trên Zalo, rồi những cái trang TikTok để chúng ta
cùng nhau đẩy nhau lên. Đấy, được chưa ạ? Thì đây là một số những cái phương pháp để chúng ta có thể phát triển được cái sự gia tăng nhanh chóng của kênh TikTok. Nếu như chúng ta đầu tư nghiêm túc về thời gian, công sức, tiền bạc thì chúng ta view nó lên cũng sẽ rất là nhanh. Và đặc biệt là tôi khuyên, như tôi nói, là những bạn mà có lợi thế về ngoại hình, hình thể, nhảy khiêu vũ, các cái nhảy và có trí tuệ, cộng với lại là có kỹ năng diễn xuất, âm nhạc, thì thực sự TikTok nó là mảnh đất cực kỳ màu mỡ. Chỉ cần có khi nhảy một cái điệu nhạc tưng 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 này thôi đã có cả mấy triệu view rồi, đúng không? Đấy, những bạn ấy xinh, rồi những cái bạn ấy có cái số đo hình thể đẹp, hoặc là những bạn nó có khả năng diễn xuất, và những bạn kể cả không có tài năng gì thì cứ làm đi, cứ làm đi. Sai thì sửa, chữa thì đẻ, chẳng có gì phải sợ cả. Ok nhá. Thì đấy là một số những phương pháp, nhưng mà để bắt đầu mà chúng ta có thể phát triển được cái follow thì chúng ta cần phải có một chút vốn. Chúng ta phải sản xuất video trước đã, liên tục. Đấy. Xong thì sau khi mà người ta vào kênh thì nó thấy nó có các cái kênh có view cao, ăn đề xuất, thì bắt đầu là mình mới kết hợp với việc là mình sử dụng các cái thủ thuật nữa nhá. Thế còn quan trọng là nội dung phải ăn đề xuất và kiên trì sản xuất nội dung có tính viral, nội dung có tính emotional, funny, entertainment, sexy. Đấy là những cái công thức mình cần phải cho vào cái món ăn video TikTok này. Và nếu mà các anh chị và các bạn cần bất cứ một cái lời khuyên nào về sản phẩm tôi làm thời trang, về sản phẩm tôi làm đồ điện, về sản phẩm tôi làm giáo dục, về sản phẩm tôi làm iPhone, ví dụ thế, đúng không ạ? Thì cần những cái lời khuyên về series, chủ đề hay cách thức phát triển thì các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, được chưa ạ? Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.